Dạ, TV256 xin mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em thân mến. Dạ, trên màn ảnh thì quý anh chị em thấy cái đoạn YouTube này của VTV1, cái tựa đề là kết quả lấy phiếu tín nhiệm nha. Thì chúng ta thấy đó, có ba loại phiếu tín nhiệm là tín nhiệm cao, rồi tín nhiệm thấp. Nó có ba trường hợp như vậy. Thì hôm qua là TV muốn định nghĩa cho quý anh chị em về cái vấn đề mà mị dân đó, mị dân, những cái lời nói mị dân, một cái nhà nước mà mị dân như thế nào. Thì hôm nay thì có lẽ là TV cũng muốn trình bày về cái vấn đề mà lấy phiếu tín nhiệm giống như là một cái trò lường gạt dân vậy đó, mị dân vậy đó. Nó không khác gì hết. Thì hôm nay đó TV muốn trong lúc mà TV cho quý anh chị em nghe cái đoạn video clip này á, thì trong lúc đó thì TV sẽ bình luận thêm, và TV256 sẽ cũng như đọc lại một cái bài viết mà rất là lâu rồi. Thì từ lúc mà có cái vụ mà lấy phiếu tín nhiệm á, thì TV đã viết rồi. TV viết một cái bài viết với cái tựa đề là phím một chút về tín nhiệm. Thì hôm nay đó, thì một phần thì bình luận, một phần thì TV muốn đọc nguyên một cái bài viết cho quý anh chị nghe nha. Thì TV thấy một cái sự việc mà TV biết rõ đây là cái ý kiến của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng, tại vì ổng là trong cái vai trò vào lúc mà năm 2013 thì ổng chỉ là một cái vai trò gọi là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra đó ổng chơi một cái trò gọi là mị dân rất rõ ràng thôi. Cái muốn nói mị dân làm sao? Tại sao lại không có cái vụ mà tín nhiệm và bất tín nhiệm? Chúng ta thường thấy thế giới nó có hai cái loại phiếu bầu, không có ai mà tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp. Làm sao mà đo lường được người nào cao, người nào thấp? Mà tại sao là tất cả đều là tín nhiệm hết? Nếu mà tất cả đều là tín nhiệm hết thì nó không có nghĩa lý gì hết đó. Nó chỉ là một trò mà lường gạt dân mà thôi. Nó là một trò mị dân thôi. Thì quý vị nghe tiếp nha, thì trong khi mà nghe tiếp cái kết quả mà lấy phiếu tín nhiệm á, thì TV vẫn bình luận, và TV256 sẽ đọc cái bài gọi là phím một chút về tín nhiệm nha. Có thể là TV cho cái đoạn audio nó nhỏ nhỏ chút xíu ha, để 437 phiếu. Nói thật chứ chắc cũng không cần cái âm thanh mấy đâu. TV đưa cái âm thanh nó nhỏ xíu chút xíu nha, đang có thể quý vị nghe được cái lời của TV256 nó rõ hơn chút xíu. Rồi bây giờ TV xin bắt đầu TV đọc một cái bài viết TV viết vào ngày 28 tháng 6 năm 2013. Thì TV256 có gửi cho cái trang web gọi là Quan Làm Báo nha. Thì Quan Làm Báo đó đưa lên, thì thành ra hôm nay đó, khi mà nghe cái đoạn video clip này của VTV1 á, thì TV sực nhớ lại mình đã từng viết cái bài về phím một chút về tín nhiệm. Và TV search ra
TV256 search trong Google thì bây giờ bắt đầu TV đọc lời cho quý anh chị nghe ha. Tựa đề ha, phím một chút về tín nhiệm trong cái mặt kép ha. Tôi chẳng biết ngôn ngữ Việt có từ lúc nào, chỉ biết hiện tại tôi đang sử dụng nó để mọi người có thể đọc và hiểu tôi muốn nói cái gì. Ngôn ngữ rất trừu tượng, một động từ ăn thôi cũng đã không thể nào định nghĩa cho chính xác được. Buồn tin, tôi mở cuốn từ điển Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ ra, thấy được định nghĩa như sau. Mở ngoặc, ăn là hành động nuôi sống, thỏa mãn sự đói dạ, gồm có đút đồ ăn vào miệng, nhai và nuốt, đóng ngoặc. Trời đất ơi, phải hiểu thêm nào là hành động nè, nuôi nè, sống nè, thỏa mãn nè, đói nè, dạ nè, đút nè, đồ ăn nè, miệng nè, nhai và nuốt. Coi như chúng ta phải dùng thêm những cái chữ này kết hợp lại để diễn tả nghĩa của một chữ kia. Người có người lý lắc hỏi: mấy quan tham của nước ta hiện tại cũng đang mở ngoặc ăn đất, đóng ngoặc của dân, mà thấy có nhai và nuốt bao giờ đâu? Và từ đó chúng ta có mở ngoặc dân oan, mất đất, đóng ngoặc. Các quan ta còn ăn cả sắt thép, rồi bỏ tre vào, gọi là mở ngoặc xi măng cốt tre, đóng ngoặc. Một công trình xây dựng lớn như cầu Cần Thơ, các quan ta ăn đủ thứ ăn, kể cả xi măng cũng ăn. Chưa hoàn thành công trình đã sụp đổ, chết gần 100 người. Lúc đó không còn gọi là ăn nữa, mà gọi là quan ta đã mở ngoặc rút ruột công trình, đóng ngoặc. Ôi, chúng nó ăn kinh hoàng lắm. Vừa rồi xây cầu tiêu cho các em học sinh, chúng nó cũng ăn, gọi là mở ngoặc ăn bẩn, đóng ngoặc. Không phải chỉ có quan mới ăn, quân cũng ăn. Từ thằng thủ tướng đến thằng lính quèn cảnh sát giao thông cũng ăn, gọi là mở ngoặc ăn, đóng ngoặc hối lộ. Bởi vậy tham nhũng ở nước tôi được gọi là mở ngoặc quốc nạn, đóng ngoặc. Vài chục năm qua, quan bất tài, quan tham nhũng đầy rẫy, và hôm nay quốc hội tôi, đóng ngoặc quốc hội tôi, chữ tôi trong đóng ngoặc, đã bỏ phiếu mở ngoặc tín nhiệm, đóng ngoặc, để tìm cách giải nhiệm những quan bất tài, những quan tham nhũng, làm tôi mừng lắm, nhưng mừng hụt. Định nghĩa các động từ coi bộ còn dễ hiểu, định nghĩa danh từ khó hơn. Cái bàn, cái ghế, cái tivi, con chó, con mèo, chẳng biết sao định nghĩa được. Mình có mắt, mình thấy, mình biết, nó trực giác là như vậy. Gặp người mù, gặp mấy người sống ở trong rừng, như ở trong những cái bộ lạc ở bên Phi Châu, mà ta cắt nghĩa cho họ hiểu thì rất khó. Gặp mấy danh từ như sự, mở ngoặc tín nhiệm, đóng ngoặc, chắc ai cũng loay hoay chịu thua, chẳng biết phải định nghĩa ra sao. Nhưng coi vị danh từ vẫn còn hiểu, dễ hiểu nhiều hơn là tính từ. Những tính từ như đẹp, cao, thấp, làm sao định nghĩa được đây? Thí dụ, đối với một người phụ nữ, có ông khen đẹp, có ông chê xấu. Cao thấp cũng vậy, đối với người lùn, thấy người này thì cho rằng cao,
vì cao hơn cái lùng của mình. Còn đối với người cao thì thấy người này cho rằng thấp vì thấp hơn cái cao của mình. Thành ra giá trị thấp cao hoàn toàn không có thước đo. Nhưng có một ngoại lệ, chiều cao của con người còn có thể dùng thước đo để biết ai cao ai thấp. Còn chứ sự tín nhiệm thì vô phương, chẳng có cân thước nào đo được. Học khôn liền điều này. Cái này nó hơi cắt cớ một tí ha. Học khôn liền điều này. Khoảng 500 đại biểu quốc hội ở xứ tôi hồ hởi đưa ra cuộc bỏ phiếu tín nhiệm 49 quan chức cao cấp nhất của nhà nước bằng 3 loại phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp và tín nhiệm. Dân tôi sớm sát nghe qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm để miễn nhiệm một số quan chức nào đó nên mừng lắm. Nghĩ rằng kể từ nay quan tham, quan bất tài sẽ bị loại hết. Từ nay trở đi tham nhũng sẽ không còn là quốc nạn nữa. Dân mình hay nói thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Trên bất tài tham nhũng thì dưới cũng bất tài tham nhũng. Nay trị nước phải tự trị từ trên xuống dưới. Thời ông Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu cũng muốn trị tham nhũng, đã đưa ra chính sách phê và tự phê, rồi công bố tài sản của quan to. Dân lúc đó nghe mừng lắm, nghĩ ông này coi được. Rốt cuộc tất cả đều chìm xuồng. Vì chẳng lẽ ông Phiêu lại tát vào mặt của mình? Dễ hiểu thôi, tài sản cá nhân của ông Tổng Phiêu khủng khiếp quá. Làm sao công bố đây? Nhà ông là một biệt thự đồ sộ, đầy đủ nhiều trống đồng, ngà voi, tượng đồng hình của ông. Ngay cả còn có vườn rau sạch ở trong nhà để ăn. Báo chí đăng đầy những chất độc trong rau, trong thịt. Ngay cả ông bộ trưởng nào đó còn nói không biết ăn cái gì để khỏi bị nhiễm độc. Thôi, dân chết mặt dân. Mình làm quan miễn phiêu mình sướng là được. Ấy thế mắc cười bảo luôn, chính ông Phiêu này lại viết sách với tựa đề Mênh Mông Tình Dân. Nước người ta học giỏi học tài, ra đời giỏi kiếm nhiều tiền, tài sản ông nào cũng thật giàu, mới ra ứng cử tổng thống. Còn nước mình bỏ học như Dũng, chăn trâu như Khải, thiến heo như Đỗ Mười, phu đồn điền như anh Lê Đức Anh, với tài sản như con số không, đã tham gia chính quyền để làm giàu cho cá nhân mình. Ở nước khác người ta đem sự hiểu biết của mình ra tham chính với mục đích để giúp dân, giúp nước. Còn ở nước mình, người ta tham chính để làm giàu cho cá nhân. Dũng, Khải, Mười, Anh, giàu, nứt vách là thế. Trở lại việc quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm, dân cứ tưởng bở quốc hội giờ đã lộng giả thành chân, hết gọi là bù nhìn của đảng, đã biết sử dụng điều 83 hiến pháp. Điều 83 hiến pháp này vào năm 1992 đó nghe bà con. TV 256 muốn tính chánh chút xíu.
Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước để miễn nhiệm những tên bất tài, tham nhũng. Rốt cuộc, sau khi bỏ phiếu, tên quan nào cũng vẻ vang được tín nhiệm, dù cao hay thấp, tên nào cũng được tín nhiệm hết đó. Khôi hài thiệt, gần như 100% đại biểu quốc hội của đảng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 49 quan chức cũng toàn là đảng. Hay quá, đảng ta tín nhiệm đảng mình. Cũng y chang như kỳ đại hội Hội nghị Trung ương 6 dân bàn, đảng ta tha cho đảng mình, không kỷ luật Ba Dũng và Bộ Chính trị. Miệng chúng nó reo hò thay đổi hiến pháp, thay đổi tên nước, đến hôm nay đã thấy rõ, chìm xuồng lại hoàng chìm xuồng. Tất cả chúng nó toàn mang họ Vũ, tên Như Cẩn. Vài đứa mang họ Nguyễn, tên Y Vân. Nguyễn Y Vân vẫn y nguyên đó. Vũ Như Cẩn là vẫn như cũ đó. Dân nói thế đấy, con bìm bịp vẫn là con bìm bịp. Khi đã gọi tham nhũng là quốc nạn, phải hiểu tham nhũng phát nguồn từ quan to rồi mới đến quan bé, giống như dòng nước chảy xuống. Quan to nghiêm minh, chính trực, liêm khiết, quan dưới tham nhũng được sao? Quốc hội bỏ phiếu để có thể giải nhiệm mấy ông quan to này là đúng rồi. Ấy thế mà 49 tên quan to này chẳng ai bị quốc hội giải nhiệm. Vị làm sao chống tham nhũng đây trời? Muôn đời chắc chẳng chống nổi. Ở nước ta, ở nước người ta, quốc hội đại diện cho dân. Nhưng ở nước tôi, quốc hội đại diện cho đảng, ấy mới chết chứ. Ông đại biểu nào cũng được dân bầu, có ông đắc cử lên chết 98%. Kinh khiếp thật, và cũng mắc cỡ thật. Tóm lại, ngôn ngữ quá trừu tượng đi. À, cái này bây giờ nó hết rồi phải không? Để quý vị đợi một tí xíu nha. Nên TV đọc nó cũng gần hết nữa ha. Đại quốc hội đại diện cho đảng mới chết chứ. Ông đại biểu nào cũng được dân bầu, có ông đắc cử trên 98%. Kinh khiếp thật, và cũng mắc cỡ thật. À, cái đoạn này mình đọc rồi, tự nhiên bây giờ mình đọc lỡ trở lại nữa, xin lỗi quý anh chị em nha. Tóm lại, ngôn ngữ quá trừu tượng đi, thành ra dân tôi bị bịp hoài. Khi xưa bên Mỹ có ông Martin Luther King, người da đen, rất nổi tiếng là đấu tranh cho dân quyền. Ông rất nổi tiếng với câu I have a dream. Hôm nay tôi cũng có một giấc mơ giống ông. Giấc mơ của tôi bình dị thôi. Tôi mong ngày nào đó quốc hội của tôi sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm bằng 3 lá phiếu: bất tín nhiệm cao, bất tín nhiệm thấp và bất tín nhiệm. Rồi 3 lợi phiếu là toàn là bất tín nhiệm không đó. Nó nói thật đó, nó chỉ làm cái trò đùa, cái trò cười với dân thôi. Và dân tôi có thể an vui rằng tham nhũng không còn là một quốc nạn nữa. Ngày 28 tháng 6 2013, đó là cái bài viết mà TV256 đã viết vào 28 tháng 6 2013, để viết giống như viết phím vậy đó, cho nó cười, nó vui vậy đó. Thì hôm nay TV nhớ, TV đọc lại cho quý anh chị em nghe thôi. Đúng không? Sự thật chúng ta không có thể nào mà tín nhiệm được mấy cái quan to như vậy hết đó.
chúng ta gọi là bất tín nhiệm hết mới là đúng. Những người này không thể nào đại diện cho dân để mà được một cái phiếu tín nhiệm nào của dân. Họ đang gây cái đau thương, cái đau khổ cho cả toàn dân tộc. Thành ra hồi bây giờ TV thấy quý anh chị em đó, trước mặt quý anh chị em chứ, thấy đây là cái nhà của ông Lê Khả Phiêu đó. Thấy nhà 4 tầng của ông Lê Khả Phiêu không? Kính cổng cao tường. Đây là cái clip này nó mang đến nhiều cái tài liệu hình ảnh nha. Thành ra quý anh chị em mong TV mong mấy anh chị em phổ biến cái clip này cho thật nhiều, vì nó có rất nhiều cái tài liệu về về hình ảnh của các quan to của Việt Nam. Đó là cái căn nhà rất là sang trọng của ông Lê Khả Phiêu. Mà ông Lê Khả Phiêu đó từng ở khi mà ông làm tổng bí thư đó, ông cũng đòi đánh tham nhũng, và ông đưa ra một cái chiến dịch gọi là phê và tự phê để mà tiêu diệt tham nhũng. Mà có thể tiêu diệt được ở đâu? Có tiêu diệt được đâu? Rồi qua bao nhiêu đời tổng bí thư khác như là Nông Đức Mạnh, rồi bây giờ tên ông này, rồi thời mà Đỗ Mười, biết bao nhiêu ông cũng đòi diệt tham nhũng hết trơn à. Võ Văn Kiệt là từ đó là đã thời đã tiêu diệt tham nhũng rồi mà còn diệt không nổi nữa. Đúng không? Mà tiêu diệt làm sao mà mấy quan to thì giàu có như thế này? Mấy quan to này đó lãnh đâu có bao nhiêu tiền đâu quý anh chị em. Lương tháng của một cái ông mà tổng bí thư thì theo TV hiểu được đó có khoảng 700-800 đô la một tháng. Rồi tiền đâu? Tiền đâu ông Nguyễn Phú? Ông Lê Khả Phiêu này ông xây một cái căn nhà 4 tầng lầu mà đẹp đẽ khang trang như thế này. Đúng không? Lãnh tụ nhà ông Phiêu không? Kính cổng cao tường ở số 7 xuyệt 36, 7/36 ở C1 Lý Nam Đế, Hà Nội, bên cạnh Bộ Quốc phòng. Thấy không? Quý anh thấy cái hình ảnh rất là sang trọng phải không? Bây giờ cho TV cho quý anh em coi một cái hình ảnh khác nha. Đó, đây là cái nhà của ông. Cái hình ảnh này ha, là chắc là Lê Khả Phiêu thăm ông Võ Nguyên Giáp thì phải. Đúng không? Võ Nguyên Giáp. Ở bên đây chúng ta thấy bên trái này có cái hình của Võ Nguyên Giáp nè. Đó, đại cái mấy quan to của ta đó ha. Rồi, TV theo này. Đó, đây là cái nhà ông Lê Khả Phiêu đây. Quý anh chị em thấy cái bàn ghế kinh hoàng không? Những cái loại mà gỗ mà quý hiếm như vậy nè, dòm cái ngào gỗ mà bóng lưỡng nè, trên này tranh ảnh rồi. Ôi, thấy cái bộ tràng kỷ này của ổng, thấy một con người quá giàu luôn á, thấy không? Rồi bây giờ quý anh chị em nghe coi những cái hình khác nha. Đó, ông này tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đây nè, gắn huy hiệu đảng gì cho đồng chí Lê Khả Phiêu ha. Đó, bây giờ lại thêm nhiều cái hình ảnh lắm, khác lắm, TV sưu tầm nhiều hình ảnh lắm. Đó, đây là cái căn nhà, cái căn nhà mà tiếp khách của ông Lê Khả Phiêu đó, những người này đến thăm ông Lê Khả Phiêu. Cho coi cái bộ tràng kỷ này là quá xa đã luôn. Ở trên đây là một cái trống đồng nè, thấy không? Cái trống đồng mà đây là cái trống đồng thiệt nha quý anh chị em. Thấy không? Thấy cái mũi tên TV chỉ đó, cái trống đồng biết bao lớn đây nè. Bằng đồng thiệt đó. Rồi trên nhà có hai câu đối rồi đèn rồi. Đèn chiếu xuống những bức tranh nữa. Tranh này tranh Hồ Chí Minh nữa, tan nát mặt mày hết trơn vậy, không thấy rõ. Một cái người mà có một cái trống đồng giàu sang như vậy, hai cái trống đồng như vậy. Toàn là thứ mà quý hiếm ở trong nhà không à.
Mà không biết tiền đâu không có. Rồi chúng ta nghe thêm, coi thêm cái hình khác nữa nha. Đây thấy không, cũng cái căn nhà của ông Lê Khả Phiêu, thấy không, chụp chung với ông này là ông gì nè, bí thư thành ủy Sài Gòn nè, bí thư Nguyễn Thị Nhân nè. Quý anh chị em coi mấy người khác có nhận ra không? Tivi thì cũng không có rành mấy, chỉ biết mấy cái ông mà tai to mặt lớn thôi. Rồi ha, bây giờ tivi cho thêm, coi thêm một cái nữa nha. Đây, ô cái vườn rau viết chữ sai rồi. Cái vườn mà tao có chữ rê được. À, vườn rau sạch nha, được trồng trên thượng tầng nhà của Lê Khả Phiêu, ước lượng cũng vài chục ngàn đô la, mênh mông tình dân là thế đó. thiệt tình đó. Dân thì ăn rau độc, còn mình thì ổng phải xây một cái căn nhà mà ở trên thượng tầng như thế này đó, quý anh chị em biết nó cũng là cả hàng chục ngàn đô la chứ không phải dễ đâu. Rồi mới để mà trồng rau đó. Không? Một cán bộ nhà nước mà không biết mà tiền đâu mà quá xa trời. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng, ông Sử Nguyễn Khả Phiêu được không, ông Lê Khả Phiêu được không, ông Trọng. Trời đất ơi, trước mặt ông mà ông còn gắn lon cho Lê Khả Phiêu mà làm sao mà ông xử được. Ông xử tham nhũng giống như là ta đánh ta sao được. Đúng không? Một cái quan to mà có cái cả vườn rau ở trên thượng tầng như vậy thì hiểu hết nổi rồi. TV 256 hiểu hết nổi, nó bằng chứng đó, bằng chứng rõ ràng đó. Rồi trong nhà của ông Lê Khả Phiêu lại có cái tượng đồng của Lê Khả Phiêu nữa, quý anh chị em thấy không? Thấy không, đời sống của các quan nó đơn giản quá mà. Thiệt là đơn giản. Bởi vì nói nghe mắc cỡ lắm, nói chống tham nhũng rất là mắc cỡ xấu hổ. Chống tham nhũng mà bỏ ba cái phiếu mà đều là tín nhiệm hết thì làm sao mà chống được. Đúng không? Cả thế giới người ta chỉ có hai lời phiếu thôi. Đúng không? Một là anh tín nhiệm, hai là anh bất tín nhiệm. Còn ba lời phiếu mà đều là tín nhiệm hết thì làm sao mà anh sa thải người ta được. Các quan nói mà tôi được bỏ phiếu tín nhiệm hết, mà tôi cũng được ba loại phiếu tín nhiệm hết, mà làm sao mà lấy gì anh sa thải tôi. Tôi cũng tín nhiệm, được tín nhiệm giống như anh thôi, còn cao với thấp làm sao mà đo được, phải không? Chỉ có làm màu mè mị dân, làm những chuyện mà bịp bợm mị dân như vậy thôi, chứ mấy anh làm được cái gì? Mấy anh làm sao chống tham nhũng được? Tham nhũng từ trong tim, trong óc của các anh, trong cái chủ nghĩa của các anh, cái chủ nghĩa độc tài độc đảng đó, không có ai mà quản trị mình được hết đó. Thì các anh tha hồ tham nhũng, các anh tha hồ bỏ tiền vào túi các anh, đâu có ai mà trị được các anh đâu. Thấy không? Đây là những cái nhà của ông Lê Khả Phiêu là kinh hoàng luôn đó. Thấy không, hình ảnh ông Lê Khả Phiêu rồi ba cái vân gỗ này, rồi nguyên cả cái cặp ngà voi như thế này nữa. Trời đất ơi, chưa kể ba cái nhỏ 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 này mình không biết giá trị như thế nào đây. Nhà ông Lê Khả Phiêu này thấy không, gỗ mà khắc không biết khắc cái ông bà ông giải nói gì cái gì đây đó, nhưng mà mình biết đây là tiền không á, khắc rồng khắc gì đó mà. Mình cũng không biết nó con gì nữa, mình dòm kỹ mình cũng không biết nó con gì nữa. Thiệt hết 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 ý kiến nổi đó. Bây giờ bước qua đây ông, quý anh chị em thấy không, nông đức mạnh đây nè, mấy dân oan ơi, mấy dân dân oan đó phải vào trong cái clip này, trong cái clip này coi những cái hình ảnh của
của những ông quan lớn đây nè. Đó, ông tổng bí thư, cụ tổng bí thư Nông Đức Mạnh nè, nhà ông toàn là nạm vàng không đó, không biết vàng thiệt vàng giả nữa, nhưng mà tôi thấy quá sức vàng luôn, nó gọi là giống như ngai vàng đó, ngồi ghế rồng nữa, thấy không, hai con rồng. Rất tiếc là chưa có khè lửa ra đó. Mai mốt mà mấy ông làm khè lửa được cũng còn cũng làm luôn á, thấy không, trời đất ơi, nhà gì mà vàng không vậy, thấy không, thấy cái đèn này cũng vàng không nè, Hồ Chí Minh này, cái tượng vàng này biết bao nhiêu tiền rồi, qua biết bao nhiêu tiền mỗi ngày rồi, thai hoa như vậy đó biết bao nhiêu tiền, trời đất ơi. Tổng bí thư đó, thử hỏi ông này tổng bí thư rồi, ông Lê Khả Phiêu cũng tổng bí thư, cũng giàu có như vậy rồi, mai mốt rồi đến Lê Phiên cái ông mà Nguyễn Phú Trọng rồi, quý anh chị em biết ông giàu tới cỡ mức nào không, hiểu không, thời Lê Khả Phiêu thì giàu ít ít, hiểu không, bước Phan Nông Đính Mạnh rồi nó còn giàu còn khẩm hơn nữa, hiểu không, rồi bây giờ mà đến ông Nguyễn Phú Trọng chắc còn 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 giàu còn còn kinh hoàng hơn nữa, hiểu không? Đó, nó giàu nhưng mà nó không có đạo đức, nó không có tư cách, thấy không, mà Nông Đức Mạnh với Nông Quốc Tuấn nè, thấy không, đều lấy một bà vợ hết á, thấy không, hai hai cha con lấy một bà vợ là Đỗ Thị Huyền Tâm đó, Đỗ Thị Huyền Tâm đó, rồi 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 lấy thế chấp ngân hàng cái căn nhà ở số 9 ở làng Võng Thị, phường Bưởi, ven ven Hồ Tây đó. Cha Việt Giang Nông Đức Mạnh chỉ mặt con Việt Giang Nông Quốc Tuấn mà nói rằng mày là thằng bố láo, miếng đất ven Hồ Tây có được là do ai, từ nay tao từ mày, mày sẽ không là con của tao từ đây. Đó, thấy không, cái căn nhà ở số 9 đây nè, cái căn nhà này đây nè, không, Đỗ Thị Huyền Tâm đại biểu quốc hội đó, ý là TV chưa nói đến cái vụ mà giết người ở cái xe mà Lexus á, mà đổ thừa cho một đứa con gái đó, trong khi cái vụ mà giết người ở xe Lexus á là có một cái vụ mà đánh ghen, thấy không, người ta nói về, tại vì đó nó có liên quan đến ông Nông Quốc Tuấn đó, hay là con trai của Nông Quốc Tuấn gì cái đó, lâu quá rồi TV không nhớ rõ, nhưng mà cái mình trở lại cái vụ án mà Lexus, cái xe Lexus Lexus Toyota mà có vụ án mà giết một 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 người á vì ghen tuông á, mà sau này cô gái cũng nhận là cô giết đó, thì cổ bị tù rồi, rốt cuộc rồi cổ cũng được tha tù sớm thôi. Coi như cổ làm một cái con dê tế thần cho cái bọn quan tham này đó, thấy không, nó có nhiều lắm, nó có nhiều cái tội ác nó xảy ra trong cái đảng cộng sản này đối với dân tộc Việt Nam, cá nhân của nó toàn là những cái tên mà quan tham tội ác không à. Rồi bây giờ đến đó, thấy không, nó Nông Đức Mạnh đó, đẩy đưa với một cái cô nào đó không biết cái cô gì đây, tóc vàng hoe đó, cái cô nữa nè, bận thì áo đỏ nè, thấy chưa, đó làm chủ tịch nước đó, ý làm tổng bí thư đảng cộng sản đó, thấy không, đó bà Đỗ Thị Huyền Tâm đây nè, không, nguyên một cái ngai vàng, cái ghế nào cũng vàng không, nhà cửa kinh hoàng luôn, thấy không, giàu có kinh hoàng luôn, thấy không, đó thôi TV nói gì là cũng
quý vị chắc cũng hiểu rồi, đủ những tài liệu để nói cái quan tham này rồi, đúng không? Trong khi người dân thì mất nhà cửa, đúng không? Giống như hôm qua TV có post cái bài mà 800 người dân đã bất mãn xuống đường biểu tình chống cán bộ sai phạm ở tỉnh Đắk Lắk đó. Nghe nói là nó trên nhiều nữa, không phải là chỉ 800 dân nhưng mà hàng ngàn người. Một ngày biết bao nhiêu cái vụ biểu tình xảy ra trên cái đất nước mình, thấy không? Nó không phải rằng là một cái thời đại mà rực rỡ như ông Nguyễn Phú Trọng nói đâu. Lại ông Nguyễn Phú Trọng, nói thiệt tôi lại ông đó, ông đừng có mị dân một cách tàn nhẫn như vậy, hiểu không? Ông đủ can đảm để nói thẳng với dân đó là mày phải bỏ phiếu tín nhiệm hoặc bất tín nhiệm đi, đừng có chơi cái màn mà lừa bịp như vậy nữa, ai cũng biết hết á. Nếu mà quốc hội mà phê chuẩn mà bỏ phiếu tín nhiệm bất tín nhiệm á, thì người ta mới biết được là người nào mà bất tín nhiệm người người ta sẽ sa thải ra khỏi cái nguồn máy á. Ba cái phiếu đều là tín nhiệm hết thì làm sao mà sa thải người ta được, đúng không? Đó là một cái trò gọi là mị dân đó, nói thẳng là mị dân, cái trò lường gạt của dân đó ông Nguyễn Phú Trọng, đúng không? Ông làm sao cho dân nể phục chứ ông làm cái kiểu mà mị dân kiểu này đó, không phải là mình TV thấy đâu mà toàn dân đều biết hết đó. Nhưng mà tại vì đó họ bị nhồi sọ lâu quá rồi, rồi các ông quá độc ác, các quan ông bắt tù họ, rồi các ông ai mà chống đối các ông đó, các ông gọi là sa thải họ, tìm mọi cách để sa thải họ, không có để họ không có việc làm. Mấy ông làm đủ thứ để mà hành hạ người dân, khi mà người dân mở miệng mà chống đối lại những cái điều sai trái của các ông. Thành ra đó, các ông là những tên cai trị dân, cai trị dân chứ không phải là những người mà nô bộc làm việc cho dân. Ở bên Mỹ này đó, tôi chứng kiến được là những người mà làm công chức, quả thật họ là nô bộc của người dân, họ biết kính trọng dân, hiểu không? Cho không phải giống như là cán bộ của các ông đâu, hiểu không? Người dân họ có quyền thật sự đó, chứ không phải như là người dân mà bị cướp đất rồi nằm lề đường mấy chục năm như vậy để mà đòi đất khổ sở đâu. Đừng có làm những cái chuyện tục tiểu như vậy, nó thật đó. Hiểu không? Mấy ông đủ can đảm đi, mấy ông sẽ thấy cả thế giới này người ta đi theo cái con đường mà dân chủ mà, hiểu không? Chứ đâu có mà con đường mà cai trị như vậy, người dân phải làm chủ cái đất nước của mình. Thôi, nói nãy giờ cũng gần 40 phút rồi, thì TV 256 cũng thấm mệt rồi. Thiệt tình đó, nếu mà không có bệnh á, TV còn nói cả tiếng nữa được á, còn la luôn á, nhiều khi giận phải la hét lên luôn. Mà mấy ngày nay thì nó khang cổ họng rồi, mong quý anh chị em thông cảm giùm nha. Xin TV 256 xin chấm dứt cuộc nói chuyện hôm nay, và cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe ha. Rồi.